tiếng chuông vang lên, phòng phát thanh kêu gọi mọi người chú ý. Bây giờ trường đang phải đối mặt với những mối đe dọa chưa biết. Ngay bây giờ, mọi người phải quay vào phòng lập tức, khóa cửa ra vào và cửa sổ, chờ thông báo tiếp theo. Còi báo động đem lại những suy nghĩ hỗn độn trong tôi. Tôi ngạc nhiên khi biết, bây giờ tôi là người duy nhất trong lớp học. Chuyện gì đã xảy ra thế? Thầy cô và các bạn cùng lớp đâu rồi? Tất cả họ đã đi đâu? Bên cạnh đó, chính xác thì mối nguy hiểm chưa được biết đến được đề cập trên loa là gì? Tôi bình tĩnh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới cửa lớp, nhìn ra ngoài qua tấm kính trên cửa, nhưng ngoài hành lang lớp học lại không có ai. Tôi mở cửa và bước ra hành lang. Hành lang tối, thật kỳ lạ, tôi hoảng sợ nhìn quanh. Hành lang này dường như không có điểm kết thúc. Phía trước như vực sâu tằm tối, tôi quyết định tiến về phía trước, xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi đã đi bộ được vài phút, vẫn chưa thấy điểm kết thúc, dù rẽ trái hay rẽ phải. Tất cả đều là một hành lang dài khác, một hành lang tối tăm không có điểm kết thúc. Tôi nghĩ trong đầu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đột nhiên tôi thấy một cái bóng vụt qua thật nhanh. Trong chốc lát, vật đó biến mất. Tôi nhanh chóng chạy theo, nhưng vẫn không thể nhìn thấy gì trong hành lang tối tăm và sâu thẳm. Đi bộ thêm khoảng 5 phút nữa, tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực ở phía xa, lờ mờ trong bóng tối. Tôi hét lên. Bạn là ai? Đây là đâu? Tôi hét lên và tiếp tục đi. Không có phản hồi nào. Sau một lúc, đôi mắt đỏ đó biến mất trong bóng tối. Nhưng rồi một cánh cửa xuất hiện bên trái tôi. Tôi nhìn vào trong. Có một anh chàng mặc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng. Một người đàn ông có vẻ ngoài dữ tợn đứng trước bục giảng, chắc là giáo viên. Lớp học đầy học sinh, nhưng những học sinh này đều trông lớn tuổi hơn một chút. Họ cũng mặc đồng phục màu trắng. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy một lớp học khác. Tôi muốn tìm người để hỏi thăm tình hình. Thế là tôi gõ cửa. Thầy trên bục ngừng giảng. Thầy quay lại và nhìn tôi đang đi về phía cửa với vẻ mặt sửng sốt. Nhưng khi bước tới cửa, anh ấy không mở cửa cho tôi. Thay vào đó, anh khóa cửa lại. Tôi càng hoảng sợ hơn khi nhìn thấy điều này. Tiếp tục hét lên để cho tôi vào. Đây là đâu? Tại sao tôi không thể thoát ra được? Mở cửa và cho tôi biết tại sao. Nhưng anh ấy vẫn bất động, chỉ nhìn vào mắt tôi một cách vô cảm. Sau đó anh ấy bước tới chỗ điện thoại trong lớp và gọi. Tôi cứ gõ cửa một cách miễn cưỡng, nhưng không ai trong lớp có phản ứng gì. Tôi phải tiếp tục đi dọc hành lang. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao mọi thứ đều kỳ lạ? Tôi cứ mò mẫm như vậy gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy một cánh cửa khác. Lần này nó xuất hiện ở phía bên phải hành lang. Tôi lo lắng nhìn vào trong. Căn phòng này trông không giống một lớp học. Các bức tường trong phòng được dán bằng miếng cách âm. Có một người đàn ông bị trói ở giữa, vừa nhìn thấy tôi liền chạy ra cửa, la hét để được giúp đỡ. Xin hãy giúp tôi ra khỏi đây. Tôi muốn mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa, không thể mở từ trong ra ngoài. Vì thế tôi hét lên với người đó, đợi một chút, tôi sẽ tìm người giúp đỡ. Đừng lo lắng, tất cả chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Sau đó, tôi tiếp tục đi bộ không ngừng dọc theo hành lang. Tôi đang nghĩ xem đây là trường gì, mà ngay cả giáo viên và học sinh bình thường cũng không thể nhìn thấy. Họ đều là những người kỳ lạ. Rồi đột nhiên có một giọng nói hét lên từ phía sau tôi. Này, hãy đến đây chàng trai trẻ. Tôi quay lại và nhìn. Trước mặt tôi là một người đàn ông ăn mặc như bác sĩ, ống tiêm trong tay. Tôi hét lên như thể tôi nhìn thấy một vị cứu tinh. Bạn là ai? Đây là nơi nào? Chuyện gì đã xảy ra thế? Người đó lạnh lùng trả lời rằng, bạn có quá nhiều câu hỏi. Ngoan ngoãn đứng đó, đừng cử động. Làm sao tôi dám đứng yên? Quay lại và chạy. Nhưng một bác sĩ khác đột nhiên xuất hiện, chặn đường tôi. Sau đó anh ta đẩy tôi xuống đất. Bác sĩ nhân cơ hội đâm kim tiêm vào vai tôi. Khi tỉnh dậy tôi đã nằm trên giường bệnh, tay chân đều bị trói. Một bác sĩ đứng cạnh giường nói với tôi bằng khuôn mặt vô cảm. Sáng nay bạn lại quên uống thuốc à? Hay bạn chỉ quậy phá và không muốn uống thuốc? Tôi không hiểu anh ấy nói gì, cũng không muốn hiểu. Chỉ cần nói tôi đang ở đâu. Rõ ràng là tôi vừa ở trường, đài phát thanh cho biết trường học đang gặp nguy hiểm. Nhưng tôi không thể nhìn thấy bất kỳ học sinh nào khác, và tôi không thể ra khỏi đó. Bác sĩ trả lời. Ý bạn là trường học đang bị phong tỏa. Tôi không biết bạn nghe tin này ở đâu. Tôi chỉ biết rằng bạn đã không ngoan ngoãn uống thuốc và trốn khỏi phòng bệnh. Tôi giận dữ nói rằng, bạn không thể lừa tôi ở đây. Bác sĩ mỉm cười nhẹ. Bạn là một bệnh nhân ở đây. Chỉ cần bạn ngoan ngoãn uống thuốc, chúng tôi sẽ không trói buộc bạn. Nếu không bạn sẽ giống như bệnh nhân khác, cô đơn trong sự cô lập. Thôi nào, đây là thuốc của bạn. Nói xong, anh ấy bỏ thuốc vào miệng tôi. Anh còn đưa cho tôi ngụm nước. Tôi giả vờ nuốt thuốc. Chờ cho đến khi bác sĩ rời đi, tôi đôn ra nước và thuốc cùng nhau. Sau đó tôi ngủ quên. Khoảng 10 phút sau, tôi mở mắt lần nữa, phát hiện tôi lại trở về căn phòng học chống vắng đó. Loa phát thanh vẫn đang phát. Tất cả chú ý, bây giờ trường đang phải đối mặt với mối đe dọa. Về phòng và khóa cửa ngay lập tức. Mọi người phải quay vào trong phòng, khóa cửa ra vào và cửa sổ, chờ thông báo tiếp theo.